Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2018. Chúng tôi là Thích Không Tánh, là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, cũng là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. Để xin kính thưa toàn thể quý bà con đồng bào Việt Nam thân yêu ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ, Canada cũng như nhiều nơi trên thế giới. Hiện tại chúng tôi từ nơi quê nhà phải sống trong cái thảm họa đàn áp, hại dân, giết dân và việc bán nước cho Trung Cộng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi thật vô cùng xúc động và rất là vui mừng khi được biết là tất cả quý bà con đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới hôm nay đã đều cùng một lòng vì cái tương lai của con cháu chúng ta và vì cái tiền đồ của tổ quốc dân tộc Việt Nam của chúng ta mà cùng nhau một lòng đoàn kết, cùng đồng hành với dân tộc mà xuống đường biểu tình nhằm để phản đối Việt Cộng đã bán đất, bán nước cho Trung Cộng qua cái luật ba vùng đặc khu kinh tế, đó là Vân Đồn ở miền Bắc, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở miền Nam. Cũng như Việt Cộng đã bóp chết tất cả các cái quyền tự do ngôn luận, nhân quyền nhằm để bịt miệng người dân để mặc tình muốn bán nước hoặc làm gì làm không ai biết qua cái luật gọi là an ninh mạng. Trước cái thảm họa và nỗi đau thương của toàn thể dân tộc và quê hương đất nước chúng ta, chúng tôi xin thành kính kính gửi lời khẩn cấp và kêu gọi toàn thể tất cả chúng ta hãy cùng nhau một lòng để góp phần trong cái công việc cứu dân cứu nước này, vì chúng ta sẽ không còn thời gian nữa. Chúng ta phải cố gắng để liên tục cùng xuống đường và hết lòng để cứu nguy cho dân và cho nước. Chúng tôi từ trong quốc nội xin hết lòng thành kính và kính lời tri ân, niệm ân trước những cái sự hy sinh đóng góp của quý bà con đồng bào từ bao nhiêu năm qua. Nhưng mà đây chính là thời điểm quan trọng nhất. Chúng tôi kính mong tất cả chúng ta cùng nhau một lòng xuống đường để nhằm cứu dân cứu nước. Kính thưa quý bà con đồng bào, trước cái tinh thần của quý bà con đã hết lòng vì quê hương tổ quốc mà xuống đường để góp phần cứu nguy dân tộc, chúng tôi xin hãy hết lòng tri ân và xin thành kính nguyện cầu cho cái công cuộc biểu tình đấu tranh của bà con tất cả chúng ta trong cũng như ngoài nước đều sớm được thành công viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2018. Tôi là Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại và đồng chủ tịch Hội đồng Liên thôn Việt Nam từ thành phố Huế, xin kính chào tất cả đồng bào. Chúng tôi trong nước xin hiệp thông với toàn thể đồng bào để bày tỏ ý chí và nguyện vọng của tất cả chúng ta trước hiện tình của quê mẹ Việt Nam. Hiện tình này ngày càng nguy ngập do chỗ đảng Việt Cộng dự tính sẽ phê chuẩn luật đặc khu kinh tế nhằm mở đường cho tàu cộng chiếm 3
chiếm cứ ba yếu huyệt quốc phòng của Tổ quốc là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để nối kết với nhiều địa điểm mà tàu cộng đang hiện diện như là vùng An Hà Tĩnh, Đắk Nông Cao Nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa. Ngọ hầu Bắc Kinh có thể hoàn toàn khống chế Việt Nam trên biển cả lẫn đất liền. Đảng Việt Cộng và Quốc hội tái sai của nó cũng là phê chuẩn luật an ninh mạng nhằm buộc các công ty Internet quốc tế phải chuyển mọi dữ liệu của người dùng Internet tại Việt Nam về ngay trong nước, để Việt Cộng từ đó kiểm soát mọi thông tin, mọi phát biểu của người dân, ngõ hầu bịt miệng những ai dám lên tiếng cho công lý và sự thật, dám phản đối tàu cộng xâm lăng. Bên cạnh đó, Việt Cộng sẽ nắm được mọi hồ sơ tài liệu của các công ty kinh tế thương mại người Việt để tống tiền hoặc để triệt hạ nhằm làm lợi cho các công ty kinh tế thương mại của tàu cộng. Đất nước Việt Nam đang đứng trước hiểm họa xa vào tay đại hãn như Mông, Mãng, Tàn, Hồi. Là người Việt yêu nước, chúng ta phải ra tay cứu nước khỏi hiểm họa muôn đời đó. Xin kính chào và cảm ơn tất cả đồng bào. Chúng tôi Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi từ Huế. Dạ thưa quý đồng bào Việt Nam thân yêu với hải ngoại, tôi là mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Quốc nội hải ngoại và là hội trưởng Giáo hội Cộng đồng Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính lời chào quý mến đến toàn thể quý đồng bào Việt Nam lục tịch ở hải ngoại. Chúng tôi rất phấn khởi nhân ngày 7 tháng 7 hôm nay là ngày mà tổng biểu tình của đồng bào thân yêu ở hải ngoại từ Úc Châu cho đến Châu Âu, Châu Mỹ và Canada, tất cả toàn dân của Việt Nam chúng ta dù ở cách xa tổ quốc quê hương nhưng lòng luôn ở trong đất mẹ Việt Nam, hướng về người tổ quốc và đã có những làm hết sức là quý báu, là chúng ta cùng nhau trong nước và ngoài nước để phản đối cái dự luật đặc khu mà nhà cầm quyền cộng sản đã nhu nhược và có cái ý đồ để nhượng địa cho cái giặc phương Bắc, đó là tàu cộng. Thì chúng tôi trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi trong Hội đồng Liên Tôn cũng như các thân hữu các tổ chức xã hội dân sự ở trong nước cũng đều phản đối, cũng như tầng toàn thể đồng bào phản đối cái việc làm của nhà cầm quyền. Không thể nào mà một cá nhân hay một tổ chức nào, một cái đảng nào mà có quyền mà sang nhượng đất đai một tấc đất, dù đó là một tấc cũng là đất của toàn dân Việt Nam. Cho nên chúng tôi rất phấn khởi và rất trân trọng cái cuộc tổng biểu tình ngày hôm nay của quý đồng bào ở hải ngoại. Và chúng ta cũng cực lực phản đối cái dự luật an ninh mạng. Đây là một cái dự luật mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra để nhằm bình biện những cái tiếng nói phản biện, những cái tiếng nói mà đem lại ít nước lợi dân, mà họ cho rằng là không đúng theo cái ý đồ của họ. Từ chỗ đó thì họ tìm cách để bịt miệng. Thì chúng ta cũng phản đối cái dự luật an ninh mạng này và để bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình. Và xin có đôi lời rất phấn khởi gửi đến quý đồng bào, và chúng tôi ủng hộ cái cuộc tổng biểu tình lần này, và cũng như trong thời gian sắp tới mong rằng trong nước ngoài nước chúng ta đều một lòng hướng về tương lai dân tộc, về cái tổ đất mẹ thân yêu. Và xin trân trọng kính chào. Chúng tôi trước hết xin chào đến quý vị, và chúng tôi xin thưa là cái cuộc biểu tình của cộng đồng của người Việt tự do ở tại Úc Châu ngày hôm nay phải nói đó là rất khí thế, và phải nói đó là cái lòng cương quyết yêu nước của đồng bào phải nói rất là rõ ràng. Cho nên cái sự mà làm việc chung giữa cộng đồng với nhau, đó là cộng đồng người Việt tự do ở Úc, ở Mỹ, ở Canada và ở tại Âu Châu và tại những cái nước khác nữa, kính thưa quý vị, để quyết định mà chúng ta biểu tình cái cuộc tổng biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018. Tôi nghĩ rằng đây là một cái ý kiến rất là hay, đây là một cái việc làm rất là hay để kéo những cái cộng đồng ở tại hải ngoại của chúng ta đến gần kháng khích với nhau. Tôi nghĩ đây là một cái điều rất là tốt.
Và chúng tôi, cái lời chúng tôi xin chia sẻ ở đây với quý toàn thể chú quý vị, chúng tôi là những người Việt, cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại, dù sống ở nơi nào, chúng tôi vẫn quan tâm cho đến cái vận mệnh của đất nước, vẫn quan tâm đến cái tiền đồ của tổ quốc mà do chính tổ tiên của chúng ta đã dày công gây dựng cho đến ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào để cái Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước phản quốc, đem cái mảnh đất thân yêu của chúng ta để dâng cho Tàu Cộng một cách như vậy được, kính thưa quý vị. Chúng ta là người Việt ở hải ngoại, đồng hành cùng đồng bào quốc nội, chúng ta phản đối cái việc phản quốc, cái việc bán nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên, kính thưa quý vị, dầu chúng tôi ở đâu đi nữa, thì cái tinh thần đó chúng tôi vẫn giữ vững. Và ngày hôm nay ở tại Úc Châu đã thể hiện cái lửa đấu tranh ngập trời đó tại Úc Châu, và tôi tin chắc rằng cái lửa đấu tranh này nó sẽ tiếp tục ở tại Mỹ, ở Canada, ở Đức, cũng giống như là ở tại Pháp và còn ở tại các nước Á Châu khác nữa, kính thưa quý vị. Thì chúng tôi xin kính chúc đến toàn thể đồng bào ở tại Canada cái cuộc biểu tình thành công. Và thành công ở đây tức là giữ vững cái ngọn lửa đó, đốt hâm nóng cái ngọn lửa đó để cùng đồng hành trong đồng bào trong quốc nội, để chúng ta và ở cộng đồng người Việt tự do hải ngoại nữa, để chúng ta cùng bảo vệ cái tiền đồ của tổ quốc, đất nước và dân tộc của chúng ta, kính thưa toàn thể quý vị. Đã đào 22 hội đoàn tại Paris đã tập hợp lại để hưởng ứng lời kêu gọi tổng biểu tình toàn cầu yểm trợ quốc nội. Từ Paris, đồng tổ chức biểu tình tại Pháp, dự sĩ Nguyễn Quốc Nam có lời gửi đến cộng đồng người Việt tại Canada sau đây. Hôm nay là ngày 7 tháng 7, ngày thứ Bảy, là một cái ngày rất là đặc biệt đối với tôi, bởi vì cùng một lúc như thế này đó thì tôi đã nghĩ tới rất nhiều các cộng đồng khác trong cái công cuộc vận động tranh đấu của người Việt hải ngoại. Lần đầu tiên mà trên thế giới khắp nơi đều làm một việc, đó là vấn đề đi biểu tình để yểm trợ các anh chị em trong nước đang đấu tranh cho một cái mục tiêu rất là quan trọng hiện nay. Và mục tiêu thứ ba là mục tiêu mình đấu tranh hoài, đó là cái vấn đề làm sao cho tất cả những người tù lương tâm được thả ra. Hai mục tiêu đầu đó là cái vấn đề nhường đất 99 năm để làm cái khu kinh tế đặc biệt. Và cái thứ hai là cái đạo luật cyber security, là cái đạo luật an ninh mạng, gọi là an ninh mạng. Đó là hai cái mục tiêu đấu tranh mà tất cả các cộng đồng trên thế giới đều đồng ý với quốc nội. Thì hiện tại bây giờ khi chúng tôi biểu tình ở trên công trường nhân quyền của nước Pháp tại Paris, thì ở bên Úc Đại Lợi đã có một cái cuộc vận động hết sức là lớn lao, vì chúng tôi được biết là có 20 chiếc xe bus đi từ miền Bắc trở xuống là Queensland, Sydney, và từ miền Nam đi lên là Nam Úc và Melbourne, là trở về cái Canberra là thủ đô để biểu tình một cách hết sức là long trọng. Trong khi đó bên Việt Nam cũng vậy, cùng buổi giờ với lại Úc, thì là có Giáo phận Vinh, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn và các vùng lục tỉnh cũng đã theo lời kêu gọi của Liên Tôn và biểu tình ngày mai Chủ nhật. Riêng tại Âu Châu của chúng tôi thì tại Pháp, tại Đức, Berlin, Bỉ, vân vân đều có biểu tình. Nhưng mà cái tư tưởng của chúng tôi ngày hôm nay nhớ nhiều nhất là với cộng đồng dành lại, bởi vì từ đó phát xuất ra những cái lời kêu gọi mà anh chị em chúng tôi đã đọc trong cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Đặc biệt ngày hôm qua thì có bác sĩ Lê Thường Kiên là chủ tịch của Liên hội Canada, có ông Trần Quang Đông là phó ban điều hành hải ngoại của một cái tổ chức mà tôi hết sức là tâm đắc, đó là cái Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là người chế độ cộng sản rất là sợ cái sự kết hợp của các cộng đồng và của đồng bào một cách tổng quát. Thì chúng ta làm những cái điều mà tôi thấy rằng nó đã đến cái giai đoạn mình làm những cái điều mà cộng sản sợ, chứ đừng sợ những điều gì cộng sản làm. Đó là cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng anh chị em của chúng ta đã kết hợp được để có một cái sức mạnh đó. Cho nên chúng tôi nhớ tới anh chị em là những người cuối cùng sẽ hưởng ứng cái cuộc kêu gọi biểu tình tổng quát này, đó là cộng đồng nước Mỹ và người sư dân ở lại
Cho nên chúng tôi thì đánh các anh, các chị đã hộ công trong mấy tháng nay, và đặc biệt là bác sĩ Lê Sùng Kiên đã dần động được để cái cuộc biểu tình nó xảy ra trước tiền triều đình quốc hội của Canada. Và thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã vận động được rất nhiều dân biểu nghị sĩ ra để hưởng ứng cùng với quý vị. Tôi cũng hy vọng rằng thủ tướng cũng sẽ ra để mà tham gia cái cuộc biểu tình này của chúng ta, đạt được điều đó thì chúng ta sẽ thành công trong cái tư tưởng của chúng ta hướng về quốc nội, nhớ tới đồng bào mình trong nước. Đó là cái điều mà anh em chúng tôi rất là tâm đắc và hy vọng rằng là chúng ta sẽ đạt được một điều đó. Và kể từ nay anh chị em chúng ta đã biết nhau rồi thì chúng ta cái sự liên kết đó sẽ trở nên rất là mật thiết, và cái công việc đấu tranh của chúng ta sẽ bước qua một giai đoạn vô cùng thực tế, bước qua một cái giai đoạn vô cùng thực tế, đó là cái sự kết hợp hành động, đó là cái điều mà các chế độ độc tài và chế độ cộng sản rất là sợ. Tôi xin đồng tâm cùng với anh chị em, và chúng tôi sẽ nghĩ đến anh chị em ở bên Mỹ và ở Gia Lai là những cái nơi biểu tình cuối cùng trong cái chiến dịch này. Xin thành thật gửi đến các anh lời chúc thành công, và ta trong tay chúng ta sẽ đạt tới mục tiêu chúng ta nhanh chóng hơn.